Hello và xin chào tất cả các bạn đang coi cái video này của Lộc nha. Và như anh em biết rồi thì 9 giờ sáng ngày 23 là admin vừa ra một cái video về trailer. Nhưng mà admin cũng đã nói là đấy không phải là trailer chính thức, còn đấy chỉ là một trailer thông báo về cho các bạn. Đó chỉ là một cái video đầu tiên. Còn trailer chính thức và cũng như là sẽ sneak peek cũng như là showcase các thứ về Dragon và cũng như là tất cả về weapon mới thì admin sẽ thông báo cho các bạn sau. Thì ok, thì các bạn hãy cùng mình tìm hiểu xem ở trong cái video này thì admin đã thông báo và cũng như là nói cho mọi người biết là sẽ có những cái gì nhá. Và mọi người đừng quên để cho mình xin một like cũng như một đăng ký kênh nha. Và hãy bắt đầu video này của mình nha mọi người. Bắt đầu cho nào mọi người. Và đây, hiện tại là mình mới random ra được một trái Kitsune và Dragon. Nếu mà anh em muốn nhận thì các bạn đừng quên hãy comment ở bên dưới giúp mình với nha. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều và bắt đầu video này nào mọi người. Let's go. Ok mọi người nha, thì chắc chắn rồi mình và cũng như là các bạn sẽ phải bắt đầu từ lúc đầu đúng không ha. Thì đầu tiên ấy thì đoạn này sẽ không có cái gì đặc biệt cho lắm, thì sẽ chỉ nói qua về hòn đảo mới thôi ha. Thì đây mọi người cũng có thể coi về đầu tiên là cái mà các bạn cần nắm bắt, đó chính là hòn đảo. Tất cả các hòn đảo sẽ được rework. Thứ nhất là admin đã show ra cho chúng ta thấy. Đầu tiên đây là hòn đảo port nha, đó chính là hòn đảo cảng anh em ạ. Rồi, và hòn đảo tiếp theo ấy đó chính là hòn đảo Hydra Island. Đây là hòn đảo thứ hai sẽ được rework lại nha các bạn nha. Vâng, và còn hòn đảo thứ ba theo như tôi thấy thì ở cái đoạn đây này. Đâu nhỉ? Nó sẽ có một cái đoạn là hầm. Thì tôi không biết là đây từ nha. Đây cái đoạn này mới là mấy cái đoạn chính thức này các bạn ơi. Đây các bạn cùng coi với mình nhá. Đây, ở trong cái đoạn này này. Đấy, cái đoạn tế đàn này là mình không biết nó là ở dưới cái hầm của Hydra hay là ở cái lâu đài trong C3 anh em ạ. Thế là mình đang cũng khá là phân vân, nhưng mà mình đang nghĩ nó sẽ là cái tế đàn ở C2 các bạn ạ. Đấy, theo như mình nghĩ sẽ là như thế nha mọi người nha. Rồi, ok, và hai hòn đảo sẽ được thông báo là chính là Hydra và cũng như là Port Town, còn những cái hòn đảo khác thì tạm thời là chưa biết nha. Đấy, và sẽ rework lại những cái chỗ PvP các thứ luôn nha mọi người ơi. Đấy, và quên mất không nói với cho các bạn là có nghĩa ấy, nếu bây giờ này update ấy sẽ có thêm về những cái quên, hòn đảo Richie cũng sẽ được update lại nha. Đó chính là ba hòn đảo, quên quên. Và bây giờ ấy, con NPC khi mà các bạn đi đến gần này đó thì NPC sẽ tự động quay lại và nhìn cho các bạn. Nói chung là nó tạo cho mình cũng như các bạn một cảm giác là hơi green một chút đúng không? Nhưng mà ok, vẫn trong tầm kiểm soát được ha. Đấy, nói chung là animation các thứ khá là mới ha. Thì đúng rồi, admin cũng sẽ phải update theo và bởi vì những cái cũ ấy thì nó quá là cũ rồi các bạn ạ. Thì bây giờ mới sẽ phải update thêm được cái mới thôi ha. Ok. Và đây là tất cả con NPC bây giờ sẽ nhìn theo mình hết nha mọi người nha. Đấy, tất cả luôn. Và những con NPC cũ thì không thể làm được như vậy. Và cũng như là tôi nghĩ là đợt này sẽ update và cũng như là sẽ tối ưu hóa cái tựa game của mình và cũng như là các bạn đến hết có thể đấy. Ê, nhưng mà các bạn đợi chút nha, cho tôi phóng to cái webcam tôi lên một chút coi. Ok. Rồi, ok nha. Đây, thì khi mà cái dương ấy, khi mà các bạn nhập dương ấy thì nó sẽ có thêm một emanation mới và cũng như là một cái sound âm thanh mới các bạn nghe này. Đó, thì admin chưa vừa showcase cái này cả thì không biết là đợt này mình nghĩ là khi mà nhập dương nó sẽ có một cái gì đấy mới không hả cả nhà. Và chắc chắn rồi, như những cái update này ấy, thì admin cũng đã show ra hết cho tất cả mọi người coi và cũng như là mình và các bạn là từ rất rất lâu rồi anh em ạ. Từ rất rất lâu rồi, nhưng mà bây giờ ấy thì chỉ show lên cho các bạn coi, đó chính là một hình ảnh, đó chính là video đó các bạn ạ. Rồi, đâu và để mình sẽ cho các bạn coi những cái mới nha. Và admin đây có ấy mới này anh em, new weapon này anh em. Đó, new gun đấy. Và cũng như là bây giờ ấy sẽ có thêm một cái mới, đó chính là gì, khi mà các bạn đánh quái thì nó sẽ không có hiện dấu màu đỏ đây, và mình bản thân cũng thế. Và bây giờ này khi mà update mới đây kiểu như là để cho các bạn biết là các bạn sẽ đánh trúng ai rồi ấy. Đây nhìn này, khi mà ammunition dính nó sẽ có một cái hit màu đỏ đấy các bạn nó. Và haki mới của súng và cũng như là vũ khí
nhìn khá là đẹp đúng không ạ cả nhà, đẹp vãi trưởng luôn ấy. Đó ấy. Đây là đua Finlock này các bạn ơi, nhìn bây giờ nha, có chế độ gọi là loát khi mà thay đạn các thứ luôn, khá là tuyệt vời ha. Rồi và đây là Haki mới thì show cho các bạn coi về cái hình dạng hình ảnh đó ha. Ui và bây giờ quả em quả mấy con NPC cầm hẳn Bisento luôn kìa cả nhà. Và ở đây này, để mình cho không nhớ đoạn nào, nhưng mà đây mình sẽ tua lên cho các bạn coi, bởi vì cái đoạn này chỉ show qua như này thôi. Đấy. Đây nha, mình sẽ cho các bạn coi cái đoạn này. Từ cái đoạn mình nhớ là gần cuối. Qua cái đoạn Haki này một chút các bạn ạ. Ok, đây. Thì đoạn này admin cũng sẽ nói qua, đó chính là khi mà update mới đúng không? Rồi, đây các bạn hãy cùng coi mình đi. Đây, thứ nhất nha, là admin sẽ nói là khi mà update ấy thì xe VIP ấy thì bây giờ nó sẽ được làm lại mới và sẽ có thêm những cái chức năng mới. Thì những cái chức năng mới là gì thì mình cũng không rõ, cũng có thể là khi mà các bạn đang chơi, các bạn có thể là chủ server, các bạn sẽ kích được người khác ra khỏi server. Nếu mà chức năng đấy mà đối với mình ấy thì quá là tuyệt vời luôn ha. Bởi vì nếu mà mình mà tặng trái ác quỷ ấy, khi mà mình tặng trái ác quỷ các thứ ấy, khi mà anh em không thoát, khi mà hoặc mình tặng ai thì xong mình sẽ ghi tên lại, mình sẽ kích, thì ok, cái chức năng này đối với mình quá là tuyệt vời ha. Và admin cũng có nói thêm ở trước đấy một chút ấy, đó chính là trên mobile cũng sẽ được rework lại cái bộ điều khiển, đó chính là khi mà các bạn điều khiển nó sẽ mượt mà hơn dành cho anh em trên điện thoại các thứ. Thì ok, cái điểm này mình khá là thấy thích, mặc dù mình chơi không chơi trên điện thoại nhưng mà mình khá thấy thích cái điểm này, bởi vì admin luôn luôn theo dõi người chơi các thứ và update thêm. Nhà tôi mong là sẽ không lag đâu các bạn ạ, bởi vì tôi mong là đợt này nó sẽ tối ưu hóa game hơn. Ví dụ như kiểu khi mà tôi cầm rất là nhiều trái ác quỷ trên server VIP ấy, nó sẽ không bị lag các bạn ạ. Rồi ok, và video thì chắc cũng đến đây là hết rồi các bạn ạ. Và mình sẽ điểm danh lại những cái thứ mà admin đã show ra cho các bạn coi. Thứ nhất ấy, đó chính là hòn đảo mới. Thứ hai ấy là nói cho các bạn thêm được cái thông tin mới, và các bạn đừng không cần phải lên admin cái thứ đâu, bởi vì sao, bây giờ người ta đã ra update và cũng người ta cũng sẽ bảo, đã thông báo đây là cái video đầu tiên chứ không phải là cái video chính thức đó. Đúng rồi, nói chung là admin muốn gọi là hơi câu thời gian, nhưng mà câu thời gian này câu hơn cả lọc 2k khi mà phát server thì quả đáng lắm luôn á. Đấy thì thứ nhất là sẽ là update những cái mới về đảo, và cũng là nói chung là những cái đấy thì các bạn chắc cũng đều biết hết rồi, bởi vì có quá là nhiều YouTuber và cũng là các TikToker đã đăng về những cái video về update đấy từ ngày xưa rồi. Bây giờ admin mới chỉ show ra cho các bạn coi những cái đã làm từ ngày xưa, nhưng mà ở dạng video thôi các bạn ạ. Rồi nhưng mà video sau ấy, admin sẽ nói là sẽ show cassette cũng là sneak peek tất cả các weapon và cũng như là trái ác quỷ và cũng như là những cái mới cho các bạn cùng coi. Thì tôi cũng nghĩ tôi và cũng như các bạn sẽ mong ở cái phiên bản trailer và cũng như sneak peek đợt sau hơn, còn cái đợt này thì sẽ không có gì để nói nhiều cả. Thế nên là anh em đang coi cái video của mình thì đừng quên để mình xin một like cũng như một đăng ký kênh với nhá. Cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều nha. Đấy, và tôi còn cũng còn dragon thủ sẵn 7 trái trên người ha. Thế là các bạn biết khi update tôi sẽ làm gì rồi ha. Ok, nên là cảm ơn tất cả các bạn đang coi video nha. Và Dragon thì tôi nghĩ là tôi sẽ phải cày thêm Mastery quá các bạn ạ, để khi mà update ra tôi sẽ show các xe đầy đủ luôn cho các bạn coi. Ok, và chắc là video của mình sẽ kết thúc tại đây thôi. Cảm ơn tất cả các bạn vì đã theo dõi cái video này của Lộc nha. Và hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo nha. Bye bye mọi người. Chào tạm biệt mọi người nha. Bye bye anh em. Bye bye.